Dạ em xin kính chào các bác. Em tên là Du. Nghề chính của em là cái nghề cố vấn và tư vấn cho các cô người mẫu và các cô hoa hậu. Hôm nay em nhận lời của ban tổ chức đến đây để làm giám khảo. Nhưng mà thú thật với các bác như thế này. Cơm mình ăn một ngày, một năm 365 ngày. Mà hoa hậu thì một năm thi có một ngày em sống không nổi, đói quá. Cho nên em phải làm thêm một cái nghề nữa. Dạ. Đó là cái nghề dân biểu. Không, em nói cho có sĩ diện vậy thôi chứ dân biểu của em là nghề tài xế taxi. Vâng, thế các bác cứ biểu đâu em chạy đấy. Chú taxi ơi, thầu tớ rào kiếm phiền cho tôi xuống ai. Đánh tiền, hả cháu? Cháu mẹ ơi, chạy bao nhiêu làm gì? Mẹ dưới ông. Ủa, hôm nay là cái hội thi hoa hậu hay là hội thi chim mà nó hot sớm thế này? Quái là chim ở đâu mà nó hot đấy. Chào chị muốn đi đâu? Đi mà đi, mới sáng sớm tới Las Vegas cái bị kẹt à. Chị nói gì? Mới sáng sớm tới Las Vegas cái bị kẹt à. Để xin lỗi bà chị nhé. Về tiếng Mỹ thì tôi hiểu, nhưng mà riêng cái tiếng của chị thì tôi khó hiểu quá. Chị nói chẹt là sao? Là có nghĩa là sáng sớm này tôi đi taxi từ ranh giới California mà vừa tới Las Vegas nó kẹt tôi 500 đô. Trong khi ở Việt Nam quê tôi đi taxi từ Nha Trang mà re Phan Thiết nó kẹt tôi có 50 ngàn à. À hiểu rồi, chị nói là chị bị taxi nó chặt, nó chém cái gì đúng không? Đúng rồi. Để chị nói nó chặt đi người ta mới hiểu chứ chị nó chẹt chẹt ai mà hiểu được. Thôi em mà nó chẹt cho nó vô thương. Rồi bây giờ bà chị muốn đi đâu? Dạ. Ủa chú tài xế taxi hả? Dạ vâng. Đu đây, tài xế taxi đây. Trời ơi chú tài xế taxi hả? Trời sao đẹp trai dữ vậy chè. Thank you. Đây không đẹp trai khổ lắm. Nét đẹp của khủng bố rau không à. Câu đầu bà nói nghe ngọt, câu sau bà nói trời phát nóng. Thôi bây giờ chị đi đâu? Dạ. À, thôi giờ chú là các taxi. Chú làm ơn chú chở tôi đi kiếm chồng rồi. Chị nói gì? Đi kiếm chồng. Đi kiếm cháo phải không? Có. Đi kiếm chồng. À đi kiếm chồng đúng không? À đúng rồi em đi kiếm chồng. Thế thì chị phải hạ cái volume chị xuống tí xíu. Đi kiếm chồng thì người ta mới nghe được. Ờ, đi kiếm chồng. À. Này, quá tự tin, nói thách quá. Dáng chị mà có chồng sao? Trời ơi, những lấy chồng mà em còn lấy chồng được người nước ngoài nghe. Chồng chị là người nước nào? Châu Phi. Trời, tao nói ảnh đen mung mà chụp hình ăn ảnh dè kêu luôn đó. Tao nói mỗi lần mà trời cấp điện hai vợ chồng tìm nhau hoài không thấy phải bảo anh cừ đi anh cừ ra thấy hàm răng mới biết ảnh ở đâu. Ê à, thế thì chị có chồng thì chị có con không? Dạ có con chứ em có nem con á. Chị nói gì? Em có nem con luôn đó. Năm con đúng không? Dạ. Sao bà sung dữ vậy? Em đâu có sung, thằng Châu Phi nó sung. Phải rồi, lấy châu mà nó phi mà cỡ này năm đứa là còn ít á. Thế bây giờ bà chị muốn đi đâu thì tôi chở chị đi. Dạ, thôi bây giờ chú làm ơn chú chở tôi đi kiếm chồng đi. À. Rảnh à, tôi nhờ chú chở tôi đi thi luôn được không? Thi cái gì? Que hậu Las Vegas. Chị ơi, tôi cái nghề chính của tôi là cái nghề tư vấn cho những cô hoa hậu. Dạ. Nhưng mà riêng cái trường hợp của chị tôi khuyên như thế này. Thôi dạ. Chị nên đi về lo cho chồng cho con đi. Đi thi hoa hậu là người ta phải còn độc thân, còn trong trắng chứ. Thôi chú ơi, chồng thì sẽ có mắt mới gì đâu cháu. Thôi bây giờ tôi nói chú nghe nè. Thôi bây giờ chú là người ở đây đúng không? À. Tôi ở bển tôi mới qua đúng không? À. Thôi bây giờ chú làm ơn chú chở tôi đi thi đi. Rồi tôi đậu hoa hậu. Rồi có gì tôi bo cho chú. Ok không? Bo này tôi hiểu là tiền tiếp đó. Còn cái cưa là cái gì? Ok á. Ok đúng không? Ờ đúng rồi, ok. Ok, ok. Chị nhớ rồi, chị thi rồi, con cái gì ai lo? Trời anh khỏi lo, tính em chu đáo nha. Trước tiên em đi cái em nấu một nào cua mẹ. Em kho một nào ké, em nấu một nào canh, em mới nấu mấy đứa nho á.
mấy con có en á thì en, mà không en á thì đố cho chó nó en, là đóng cái cửa cái hai cái then là thẻ cái đen mà đi ngu. Bà nói ngủ và bà coi cái giọng mà phá là một tháng rồi tôi không ngủ được luôn, nó nightmare luôn á. Dạ. Thôi bây giờ chú quyết định đi, chú chở tôi đi thi nha. Thôi được, bây giờ là rồi chị có sửa soạn gì không hay là? Dạ có chứ. Trời ơi, thi qua hậu phải sửa soạn chứ. Thôi giờ tranh thủ ngang hôm nay ở Las Vegas trời ơi đông người quá à. Thôi giờ chú đứng đây đi, chú nói gì đi, cái tôi vô trong tôi sửa soạn cái tôi ra liền. Tranh thủ mọi người đây đông á, em thay miếng bikini. Trời ơi, ta nói thầy, nghe nói thầy bikini mấy anh thanh niên cái này mắt sáng quát thấy ghét. Tôi không hiểu được là cái xăng nhớt nó lên giá hay là tại vì cái khí hậu ở Las Vegas này nó nóng quá mà nó đậu hùng. Không chịu nổi, nhưng mà thôi cái nghề của mình biết đâu, mình cứ giới thiệu đại biết đâu mà nếu mà cô đậu thì nhiều khi cũng cho mình tiền bo, ố cưa. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thuy Hậu ngày hôm nay. Và để mở đầu, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn đầu tiên của thí sinh Hoa hậu Nguyễn Thị không mập, không cao, không béo. Không thế thì dài quá. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của thí sinh Hoa hậu Nguyễn Thị Cõi Trên. Làm cái gì? Trời ơi, ta định hình cả tiếng nhạc còn lên quá à. Chị làm cái gì đó? Dạ, tạo dáng thời trang. Tôi hỏi chị có cái thí sinh hoa hậu nào mà đưa nguyên cái chảo vào mặt ban giám khảo không? Bà đứng lại đàng hoàng cái tôi coi. Dạ, em xin lỗi. Sorry. Đứng lên đi thi hoa hậu mày đứng cho đàng hoàng chứ ai mà đứng như này. Cái gì cười. Ôi trời ơi, con lạy hồn, con lạy bà cố ơi. Bà đứng cho nó bình thường một tí xíu, bà đứng kiểu này mà gió nó thổi xuống thì là ô nhiễm không khí của cả cái tiểu bang đây bà đá này. Đứng lại đàng hoàng không có người ta thông cảm. Bây giờ. Thông cảm, ở quê em nóng lắm, chiều đứng hóng gió, đứng tướng vậy không, nó quen ra không? Quê của bà không có gió độc, còn cái gió lát đi gác mà nó thổi bà đứng là đứng suốt đời kiểu này luôn đó. Thiệt tình, em mà đứng kiểu gì tự nhiên cái đi thi hoa hậu gặp anh. Anh ơi, cho anh thi hoa hậu đi anh. Rồi ạ. À. Thôi được rồi. Cái phần bà đi đứng coi cũng ok đó. Dạ. Thế thì bây giờ đó, cái phần đầu tiên là chị có biết năng khiếu, ví dụ như là hát, làm thơ, múa lửa, lắc vòng gì không? Thôi anh ơi, làm cái gì cũng được. Em không thể nào em múa lửa hay lắc vòng được đâu. Tại sao? Trời ơi, em tâm sự mấy anh chị em nghe, bữa hôm em coi một cái show thấy cô kia có múa lửa hay quá. Về em cũng phải cái em bắt chước, em châm lửa vô vòng. Em đứng giữa nhà cái em lẻ, cái em lẻ, cái em lẻ, cái em lẻ. Lét chậm cháy rụng hết lông ở trên trời. Ta nói có nhiều lông tay, lông chân. Khỏi. Chị lát nữa là nó cháy lây qua người tôi bây giờ. Thiệt, tướng cha này mà cháy hết, nhìn trụi từ lũi như cây củi. À, nhưng mà thôi được rồi, thôi bây giờ chị hát đi. Dạ thôi giờ, chị bây giờ cho em ca nha. Dạ nè. Dạ sau đây em xin ca một bài tình ca. Một bản tình ca. Một bài. Người ta nói một bản, ai nói bãi. Thôi được rồi, bà muốn làm bao nhiêu bãi bà làm đi. Dạ. Đừng quên bánh đòn ngang con sông nhỏ trốn quê xưa em dò dò mau mà. Sao hơi bà dài dữ vậy?
Chị ơi. Dạ. Tôi là người Bắc mà tôi rất thích nghe vọng cổ. Dạ. Nhưng mà người ta xuống xề nó ngọt lắm, còn chị vừa xuống một phát tôi muốn xuống sình luôn à. Dạ. Thôi bây giờ chị hơi dài quá thông cảm. À. Vậy em ca gì em có điểm không anh? Tốt chứ, điểm được cao đấy. Vậy hả? Vậy được mấy điểm? 10 điểm. Trời ơi em được 10 điểm luôn hả? 10 điểm. Quê đĩa, quê đĩa. Gì? Cái gì đẻ? Quê đĩa, quê đĩa. À quá đã mà. Ờ. À, bà tôi tưởng bà muốn đẻ. Tao nhắc vụ này em mới nhớ, em tâm sự mấy anh chị em ở đây nghe. Chồng em ngày xưa lấy em về đâu có hiểu tiếng nói em đâu. Mỗi lần ảnh làm giỏi gì em cứ khen quê đĩa, quê đĩa. Ảnh tưởng đòi đẻ, cho đẻ rằng ngừ luôn à. Tao nói cao từ 6 feet mà đẻ riết ngừ luôn, còn có 4 feet thôi đó. Lấy châu nó phi là phải rồi. Dạ. Thôi bây giờ chị còn một cái năng khiếu nào khác không? Thí dụ như đọc thơ hay gì này nọ. Đọc thơ nữa hả? Thơ là tôi một bụng luôn á. Anh làm ơn anh rảnh anh giúp này giùm tôi đỡ tôi đọc bài thơ cái. Cái gì đây? Gõ, anh gõ. Anh gõ có nghĩa là anh điểm á. Dạ. Gõ vậy đó phải không? Dạ, dạ. Rồi, rồi bắt đầu đi. Đầu vô liền nha. 2, 3. Cha gõ vậy thôi, cha đọc đi cha. Gõ mày rạch gì à? Sao ta đọc được? Chứ gõ làm sao? Tôi không thể nào theo nhịp mà nhịp phải theo tôi, ok. Rồi, vô nha. Rồi, vô. Năm nay em vẫn chưa chồng à, thiếu gì bến đục, bến trong khó tìm. Sợ rèn, trao thân chúng cái hú chìm. Sáng say chiều xỉn à, phận mình à, re xeo. Một mai uổng phí à, mé đèo, gặp anh à, chồng nhậu. Rượu vào lỡ rè. Suốt ngày quen xí lê kè, chén anh ghen cho hoặc lẽ người không mè. Bóng lên nè cái hắn mà sợ mà đi cô bá bà ráp bài hợp bài cùng cái lưỡng e. Xê lê 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 lê. Xê lê lê in the moon. Xê lê 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 lê. Xê lê lê in the sunshine. My hat go. Xê lê 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 lê. Bà làm như là bà đô bằng thống đốc tiểu bang Schwarzenegger vậy. Xin lão thống đốc đô tập còn tôi thiên nhiên. Thôi được, cái phần này cũng tốt, phần đọc thơ này là dạ. Điểm cũng cao đó. Dạ, được rồi phải không chú? Vậy dạ. Được mấy điểm? 10. Rào quá đĩa, quá đĩa. Nữa đi thi đòi đẻ hoài không? Khoái đẻ lắm. Dạ. Rồi hai cái phần đó là coi như xong, bây giờ dạ. Thêm một cái phần nữa đó. Cái người hoa hậu đó là nó phải có kiến thức, thí dụ như về khoa học hay toán học. Thì... Toán học nữa hả? Rào, được. Chị biết toán học không? Dạ biết. À thôi bây giờ tôi đố, đơn giản lắm. Rồi. Một chuyến xe buýt chạy từ California, trên chuyến xe buýt đã có 6 người. Trên xe buýt có 6 người? Đó. Anh chị em ngồi rảnh trâu dưới điếm phụ mà em để em đậu qua hậu nha. Chạy đến Bakerville. Dạ. Thì có 2 người xuống. Hai người xuống. Một người lên. Một người lên, nem người anh chị ơi, dữ rõ quá trời luôn, dữ rõ quá. Rõ không? Rồi. Rồi chạy đến Bakerfield. Có 3 người xuống, 2 người lên. 3 người xuống rồi 2 người lên, 4 người. Chạy dạ. Một hồi nữa thì xe dừng lại, có 1 người xuống, 3 người lên. Một người xuống rồi 3 người lên, rào. Rõ chưa? Rào. Rồi sau đó xe dừng tại trạm xăng. Ừ. Một ông già đi xuống uống cà phê, 3 người lên. Xí nó nghe nè, ông già ông xuống uống cà phê rồi ông có lên lại không? Bà nghĩ sao vậy? Ông ấy là chủ cái cây xăng đó, ông lên chi nữa? À vậy hả? Đó. Phải nói rõ ràng chứ. Rồi xe chạy một đoạn nữa, có 2 người xuống, 1 người lên. Rồi xuống rồi 1 người lên. À đó, rồi bà làm gì đó? Lấy chân lên đờ phòng điểm chân. Ông đố nhanh, anh chị em ở dưới, ta tưởng tôi thủ võ đó ông. Tôi đố mà tí xíu nữa là chị phải mang luôn những cái bộ phận trong cơ thể gì ra chị đếm đó. Rồi xe chạy thêm một đoạn nữa, thì có 1 người xuống, 2 người lên. Một người xuống rồi 2 người lên, rồi. Và sau đó, dừng một lần nữa, 1 người xuống, 2 người lên nữa. 1 người xuống, rồi 2 người lên. Rồi rõ chưa? Rồi. Đó bây giờ tôi hỏi chị.
Từ lúc xe chạy đến giờ bảy lần. Dừng mấy lần? Mặt đơ như cái cơ luôn kìa. Ông ơi, xong ông đẹp trai mà ông chơi điếu dữ vậy ông? Vậy mày là toán học chứ. Nãy giờ tưởng nó ngồi ai về dần mấy lần, ai biết dần mấy lần. Tại trong quỷ không? Đứng có điếm điếm loài bản hồng luôn, tự nhiên cái dần mấy lần. Trời ơi, ông mà đối với ông security thế này, ông quánh ông mới là lạ. Vậy mày là thông minh chứ. Vậy hả? Vậy thông minh phải không? Vậy giờ tôi đố lại chú nghe. Dạ. Giờ xe chạy tiếp đoạn nữa ha. Cũng cái xe đó nghe. Chơi cái quả mẹo nè. Đâu? Gặp đâu? Thầy rồi. Rồi vô nghe. Đố đi. Xe chạy tiếp đoạn nữa, dừng lại có 4 người lên rồi có 2 người xuống. Rồi. Xe chạy tiếp thêm đoạn nữa dừng lại. Không có người nào lên mà cũng không có người nào xuống ở đây. Rồi xe chạy tiếp thêm đoạn nữa, có 3 người lên rồi có 2 người xuống. Rồi xe chạy tiếp thêm đoạn nữa, có 1 người lên mà cũng có 1 người xuống nào. Rồi xe chạy tiếp thêm đoạn nữa, có 5 người lên rồi có 3 người xuống. Lão giờ tôi đố chú nghe. Đố chú nghe. Vô tư. Cái từ nãy giờ xe chạy, ông tài xế trên xe tên gì? Xe vừa. Trời ơi. Trời ơi. Thôi được rồi. Thôi. À, vậy sư phụ. Đố phải đố gì, chơi wow, chơi lại mới tội lòng nhau chứ. Cục đất quăng đi, cục chì quăng lại. Thôi coi những dạ. Cái phần đó là chị cũng thông minh, điểm dạ. Cũng vẫn cao như thường. Dạ. Nhưng mà vẫn, bây giờ... Vẫn có điểm đó hả? Điểm chứ. Cũng thấy dễ chịu quá. Thôi bây giờ tôi hỏi chị một cái điều như thế này. Là cái người hoa hậu đó. Nếu chị đoạt giải hoa hậu. Thì khi mà chị được giải thì sẽ có tiền thưởng đúng không? Thì chị sẽ dùng cái tiền thưởng đó làm cái gì? Đi chơi, đi du lịch Macau, công Singapore, Thái Lan, Miếng Điện, bằng ruộng từ ngày giờ khổ chết cha, giờ phải đi chơi chá. Chị ơi, hầu hết những người mà đậu hoa hậu đó, theo tôi biết đó, là họ lấy cái tiền đó để họ làm những cái công việc từ thiện, charity đại khái. Không hờ, lúc tôi đi thi đó, có ai cho tôi tiền không? Giờ thấy tôi đậu hoa hậu rồi, xin tiền là xéo trần. Ủa chị làm gì vậy? Hoa hậu mà phải chảnh không? Ủa vậy là chảnh đó hả? Bình thường chảnh chúng quánh phù mỏ. Thôi được rồi. Rồi em đậu coi rồi như, em tạo dáng vậy là em biết em đậu rồi. Thay mặt cho ban giám khảo. Ừ. Tôi trân trọng được thông báo cho chị biết. Chị rớt. Ủa sao kỳ vậy anh? Em thi nhiệt tình mà sao rớt là sao anh? Bởi vì chị nhiệt tình chị mới rớt. Ủa sao kỳ vậy? Chị coi cái thân thể bà đi. Sao? Cỡ này bà đi thi bà chịu nổi được 20 mấy cái cô hoa hậu kia không? Không, bà không có cửa đâu. Thôi, làm ơn nghe tôi đi về lo cho ông Châu Phi với 5 đứa con đi. Trời ơi, đúng rồi. Nhắc mới nhớ nghe, chồng tôi nghe nói ở bên này thi hoa hậu, cái ông bay qua đây, ông đi coi hoa hậu liền đó. Bởi vì giờ tôi phải đi kiếm chồng cho đỡ chồng tôi đi vòng sòng bài Las Vegas, có ngày ông bóc cô hoa hậu tôi mắc chồng như cha là. Đúng. Để tôi đi, cái tôi đi kiếm chồng nghe. Cảm ơn chú nghe, vậy thôi khỏi thi đi. Gì? Có đi cũng vậy chào khán giả đâu mới đi ra. Hen tôi quên. Thi Nga và Kiều Linh xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Xin chúc cô quý vị khán giả luôn luôn trong cuộc sống có nhiều thành công, vui vẻ, may mắn và lucky. Xin cảm ơn. Thiệt là khổ ghê á. Nhà đã nghèo, gia tài có thằng em mà ngu ơi là ngu. Nãy tên đẹp lắm, tên Bòm. Bòm ơi! Bòm! Cái gì mày? Cái gì anh ơi? Mới thấy mày chảy một cam rồi xuất hiện lẹ vậy. Chui rồi! Cái gì anh? Sao sáng giờ không dọn nhà? Dọn nhà anh? Để em dọn nha. Dọn đi. Ủa nhà mình chống quê quá, có gì đâu dọn. Trời. Anh muốn dọn qua nhà bà Tám dọn. Đây nhà bà Tám có gì không dọn mày? Nhà bà giàu lắm. Có gì? Nhà bà có cục đen đen nhỏ thì nhỏ, bỏ vô cục đen đen lớn thì lớn, phát ra hình không. Cục đen đen, bỏ vô cục nhỏ nhỏ, phát ra hình. Mày biết cục đó cục gì không? Biết sao biết. Cục gì? Di déo. Không.
không đi học lúc nào nó bậy. Anh cái biết đó không? Người ta đâu phải gọi là cái video. Gọi là gì? Cái đó người ta gọi là video. Video. Không đi học lúc nào nó bậy. Công nhận anh giỏi vậy nha. Giỏi không giỏi vậy? Giờ em đố anh này, anh trả lời được, anh là người thông minh nha. Trời đố em. Đố anh nè, ở đất nước Việt Nam của mình, người nào bay lên cung trăng đầu tiên? Con nít 3 tuổi cũng biết nữa. Anh biết không? Biết sao biết? Ai? Phạm Tuân. Sai bét. Chứ ai? Chú Cụi. Chú Cụi sửa đu cái đa ba anh cung trăng nè. Chú Cụi đu cái đa. Dạ. Còn mày đu dây điện. Anh đừng nói nha. Em thiệt anh ơi. Thí dụ như giờ là có chú Cụi thiệt. Chú Cụi cho anh ba đứa nước gì? Cho mình ba đứa. Dạ. Ba đứa đầu tiên hả tướng nhà mình hả? Ừ gì nè. Để mình ăn Tết. Trời ơi, đãi vậy. Còn đứa thứ hai mày ước cái gì? Đứa thứ hai hả? Nhà mình nghèo mà ước cái gì nhẹ nhàng cho bà con dưới ta thương mình. Đúng rồi, đơn đừng giản. Đừng có ước cái gì cầu kỳ hết, ước đơn giản rồi, thôi. Đứa thứ hai em ước á, tốt á, là hai anh em mình á có hai chiếc bi xì, nhà 5-60 tấm, trong túi có vài chục ngàn đô xài chơi. Ước gì ước tao nè, ước đơn giản tao nè. Tao giờ tao chỉ ước có được bữa cơm trưa thôi đó. Bữa cơm trưa thôi. Tao vui lắm rồi. Đúng rồi. Thôi mà anh ơi, làm gì có được anh ơi. Làm gì mà có. Không có. Bao giờ có được. Có chứ sao không. Ủa ai không vậy? Ước thì làm sao biết có hay không. Ai vậy ta? Ta đây. Đâu? Ta là ai? Ra là biết liền. Đâu? Tùng các tùng chen. 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 Tùng chen, tùng tùng chen. Ra đây, các con có nhận ra ta không? Em nhận ra hả? Em biết ông này là ai rồi nè. Ai? Nhà mình có thờ ông á. Đúng rồi. Ông Tâm Tạng. Ông nội mày. Không đi học lúc nào nó bậy á. Trời, tưởng ai quen quá. Còn con có nhận ra ông không? Biết. Ai anh? Cảnh sát giao thông. Mày còn vô duyên hơn thằng em mày. Tao mua cái này 15.000 đồng bạc, cái mặt chà ba vậy mà nhìn ông ra ai? Ủa ông là ai vậy? Thôi nếu các con không nhận ra ông sẽ tự giới thiệu cho các con biết, ta chính là ông Địa đây. Sao? Gì kìa? Ông Địa, ta mập mập sao ông ốm nhơm vậy? Ông Địa ta là mập mà bụng bự vậy nè, ông Địa đâu? Dài sọc, đỏ chét, thấy gớm, thấy ghê, nhìn mang đến ai? Bộ con mày đẻ hả? Sao mày chửi không thương tiếc vậy? Đĩa người ta mập là tại đĩa người ta là đĩa nhà giàu, còn tao là đĩa nhà mày. Mày có cúng cho tao ăn con mẹ gì không mà mập? Có cái gì? Tao chưa có thấy ai mà cúng giả mang như anh em mày. Dọn đồ ăn lên, dọn ngon lành đồ ăn quá trời, cắm cây nhang lên. Tao mới vừa nghe mùi nhang tao bay về, mày bưng đồ ăn đi, mày để tao ăn nhang không? Ăn riết mà người tao như cây tâm nhang à. Quá đáng. Mày còn quá đáng hơn thằng anh mày. Con có làm gì đâu. Cúng thì không cúng chuối chín thì cúng chuối xanh. Tao ngồi tao canh 3 ngày con mắt trắng giả luôn, mới đỏ hai cái chùm không mày đem mày chiên luôn à. Đói quá. Nói cái gì, nhưng tao là thần thánh nên tao không có thù giặc. Đúng rồi ông. Tao đang đánh cờ với Ngọc Hoàng trên thiên đình, nghe lời các con than ôi sao buồn thảm quá, động lòng trần tao mới xà về đây. Xà gì mạnh với ông? Ai kêu tao ốm, tao xà mạnh cho người ta tưởng tao mập. Xà làm gì không? Xa về đây để tặng cho các con 3 điều ước. Hả? Trời, nó chơi có thiệt hả? 3 điều ước đây con ơi. 3 điều ước đây. Trời ơi, 3 điều ước. Ngứa quá, ngứa gãi. 3 điều ước đó. Ê. Cây này cây phép của tao, mày đem mày gãy lưng mày. Giống cái đồ gãy lưng không? Cũng giống thiệt ha. Nhưng khi con gãi lưng mà con cảm thấy đã ngứa, chứng tỏ cây phép này bắt đầu hiệu nghiệm. Là sao? Nhiều khi mày ngứa những cái chỗ nghiệt mà tay mày không thò vô mày móc được, mày lấy cái này tao nói mày móc là tới bến luôn. Đã quá đứa chơi rồi. Bây giờ muốn ước giữa tao không? Cho bây giờ trước khi ước nghe tao dặn đây. Dạ. Các con ơi, trong cuộc đời này các con phải ước những điều thiện và ước những điều gì đó có lợi. Hai anh em con ơi sẽ ước là con này. Đến đây. Để ta nói chuyện. Nhảy vô trong họng mà mất dài. Trời ơi. Từ từ ta nói các con ơi, trong cuộc đời này rồi để hai em con ước là hai anh em con sẽ điểm có được một cái gì đó. Để gọi là hai anh em con á sẽ... Trong hàng chứ cuốc bể mặt hai thằng. Nói chuyện đó ta nhảy trong họng mà hổn à. Để từ từ ta nói, lâu lâu ta mới về Nha Trang cho ta nói rằng các con ơi, trong cuộc đời này cần ước đi anh lâu lâu cho tao nói lần. Anh
anh ổng nhiều chuyện quá, anh ước cho ổng biết mất đi. Đúng thằng này phản mày. Ước gì ổng để biết mất. Đừng. Trời ơi, ổng bay kìa. Trời ơi, ổng bay kìa. Tao ở đây nè. Tao ở đây nè, hai kỹ độ. Mày nghĩ sao ở sân khấu tao bay xuống đây cho học máu hả? Từ từ tao đi vô. Trước khi đi vô dù gì cũng cảm ơn các con. Cảm ơn các con lần đầu tiên các con cung thỉnh ta về đây. Và cũng là lần đầu tiên gặp hai thằng mất dạy. Dạy rồi. Nghĩ chưa? Còn hai đứa giờ sao, giờ sao? Thôi để ước đi anh. Để em ước cho. Thôi để tao ước cho. Thôi để em ước cho. Quỳ huynh thế phụ cha mẹ chứ để tao ước. Thôi lớn rồi để em ước cho. Mày sao hay giành quá ta. Bực mình quá để em ước cho. Tao nói là để tao ước. Thôi ước cho. Kêu quần. Tốt bên à, với anh vượt hoài. Trời ơi. Anh ơi. Gì? Sao anh ước cái quần như vậy? Hả? Ủa tao ước quần nào? Đó, nói là ước cái quần, được cái quần rồi đó. Trời tao chửi mày mà. Không có được cái quần, được cái này ước này để em ước cho. Ê, ê, ê. Thấy chưa? Hả? Anh em nghèo khổ có nhau bây giờ, giàu có lên có mấy điều ước, cái bây giờ ước rồi, giành vượt rồi. Ước đi con, ước sao thành con heo luôn đi. Hả? Trời linh nghiệp quá vậy. Ơi chơi kỳ vậy anh. Hả? Anh lớn trời mất dạy. Bây giờ sao vậy? Biến thành con heo kêu địa cứu em đi. Ông địa ông thổ địa ơi. Cứu em con thổ địa ơi, chết rồi. Thiên đình ơi, làm ơn đi kiếm cho em cái quần. Trời. Quần của em ơi, đây đâu rồi mà thằng nào ăn mà nuốt luôn cái quần rồi. Ôi trời ơi, làm sao em kiếm cho ra cái quần. Lạnh mày, lạnh. Công nhận ở Trần gian nó trắng lột nhanh thiệt. Đang bay bay nghe lạnh, nhìn xuống trời trắng gì mà sáng thế. Trắng sáng như mới. Ủa chào Thiên Bồng Nguyên Soái. Dạ. Ông xuống nào hả? Con là bòm nè. Mày bòm hả? Dạ. Sao tự nhiên biết thằng con heo vậy? Anh con mày chơi gì ác vậy mày? Để cho tao mượn cái đỏ đỏ tao quấn đỡ. Tao cũng có cái quần. Dạ. Mà không biết lóng rày ông bệnh hay sao con. Bữa nào mày dẫn tao đi khám bệnh coi. Mà ông bệnh gì? Tao không biết dưới trần gian mày gọi là cái bệnh gì. Mà già rồi đó mà. Tao đứng tao nói chuyện mà người ta lột quần tao không biết. Trời ơi. À, con biết bệnh gì rồi. Bệnh gì? Bệnh mất nết á. Mày. Mất nết là người ta lột. Còn cái này là tao bị vô tình. Vô tình. Nhưng mà cái quần tao có ghi tên. Tại tiêu chuẩn công nhân viên mỗi người được may một cái mà màu đỏ giống nhau. Ông thần tài ông cũng giống của tao à. Dạ. Mà tao có ghi tên đàng hoàng. Có hả? Hả? Tàn. Chứ quần ông đi nè. Trời ơi, cái gì đâu, có chút xíu à. Ai biểu mày múa? Xém, lồi ở đâu mày có vậy? Hả, con ước á. Hả? Sao điều ước tao cho tụi bay nó toàn áp phê về tao không vậy? Mai mà mày ước cái quần mày hết điều ước cho mày ước luôn cái áo tao quỳ tao lại. Cái Nha Trang này đó mày. Tao mà cởi luôn cái áo bao nhiêu người đây ói ai hốt. Cứu con mà. Cứu cái gì? Ta đã dặn rồi. Anh em. Ta đã dặn là ước cái gì đó phải ước cái điều ước có lợi chung cho hai anh em. Dạ. Chỉ một chút quyền lợi riêng tư thằng anh hại thằng em. Người không ra người mà heo thì ra lợn. Trời. Ủa gì kỳ không? Ta nói lộn nhưng mà ta nói như vậy hai miền đều hiểu. Ồ thế à. Bây giờ nếu như muốn ta cho thầm người trở lại. Dạ. Bây giờ các con có hứa với ta là anh em sẽ đùm bọc nhau không? Dạ hứa. Dạ, hứa. Dạ. Sẽ đùm bọc nhau chứ. Dạ đùm. Thôi đùm, thôi đùm. Đùm ít thôi. Ta chỉ cần tụi bay đùm bọc nhau là được rồi. Đừng có 4-5 đùm như vậy. Vậy thì thành tâm đi. Dạ. Này thiên binh thiên tướng. Dạ. Tao kêu thiên binh chứ tao đâu kêu cô hồn. Chó hoài à. Này thiên binh thiên tướng. Hãy phụ với địa ta cho thằng bờn trở lại kiếp người. Cấp cấp như luật lệnh. Hồ Biến Hoài. Cái mỏ còn nguyên. Ôi kìa. Thiếu một chút phép. Hồ Lò. Đơn giản có cọng dây mà mày lột ra mày làm gì mày ăn mày. Ủa vậy thôi hả? Thôi chuyện đã xong ta đi đây. Tụi con lỡ dạy ông giúp giùm con hay cho. Còn điều nào cho con. Đừng nói ông sùm ở trên thiên đình nghe được quở tao chết. Ủa sao
tiêu chuẩn công nhân viên mỗi người trển có 3 điều ước thôi, ta cho tụi bay hết rồi. Dạ dạ. Nhưng ta còn một cây sơ cua. Trời ơi. Tao hy sinh nó ngang cho tao cho tụi bay cây này, tao không còn cây nào luôn. Phải từ đây trở đi tao muốn xài không có gì xài luôn rồi. Mà cây này cũng phải của tao, tăng cấp của Ngọc Hoàng đó. Nó đang đánh cờ Ngọc Hoàng, xong Ngọc Hoàng kêu chiếu tướng thì chụp tao chạy vậy. Lấy ra cho này. Cho cây cuối cùng. Nhớ ước điều ước gì cho nó thiện nè mày. Ủa sao nó còn nóng hổi vậy ta? Mày đơn giản gì mày không hiểu, mày tao kẹp trong này nó nóng đó. Tao đang bị sốt mà. Ủa sốt hoài, sốt bao. Tao đi ngang. Hô! Ôi bay, đi bờ, đi bờ. Có hô cũng đi bờ. Sao bay được? Ôi, rồi sao anh? Hay quá, bây giờ nè. Mình ước cái gì tốt đẹp. Bây giờ, cái điều gì em ao ước trước em nói anh nghe coi. Anh thèm bữa cơm trưa quá rồi. Anh hẹp lắm rồi. Em sao? Em đồ biển ha, đồ biển. Em muốn biển. Muốn có đồ biển ăn, đồ biển. Đồ biển. Lâu. Đợi chị Hương đi, chị Hương về chị Hương đãi. Để đợi chị Hương đi, chị Hương về đãi ăn. Bây giờ mướn đồ biển á. Bây giờ đồ mình biển. Không cha có mẹ á. Không có cha có mẹ giờ mướn ai nữa giờ anh? Mình ước ai làm ba mình đi. Ước người nào giàu có nuôi anh em tụi mình. Ê, ước ông Địa đi. Đúng rồi, ông Địa có phép á. Ông Địa không có phép nha. Dạ, ông làm ba mình làm giàu luôn á. Dạ đúng rồi. Ước gì ông Địa làm ba của tụi con. Ước hồ biển giàu to rồi nên tao nghe tụi bay cho tới bây giờ không ai nhìn ra. Tao mang bao tội lỗi, trời ơi ta đau, trời ơi không biết có ai nhìn ra tao không. Ủa ai đây? Ai vậy? Ông Địa đây mẹ ơi. Sao tơi tả vậy? Ai biết đâu tao đang bay về thiên đình tự nhiên thấy rớt xuống trần gian trở lại, và từ đó tao đã mắc bệnh trầm kha. Ủa bệnh trầm kha là bệnh sao? Tao không biết chứ trần gian này gọi bệnh này là bệnh gì mà thấy bọc ni lông tao gấp khí thế luôn mày. Trời ơi. Cái thiệt. Này bạn gì đây? Ơi. Cái đó dại á. Ủa tưởng bọc ni lông là tao hốt luôn rồi. Ôi, tại anh em mình mà ổng ra nông nổi vậy nè. Giờ sao? Ông tính vậy được không anh? Tính gì? Mà đuổi ổng ra khỏi nhà đi. Mất dạy mày. Lỡ ước người ta là ba mình phải nuôi người ta chứ. Tao lượm bọc ni lông ảnh hưởng với cuộc sống gia đình mày đuổi tao. Dạ, nghèo quá, không tiền nuôi, đuổi đi vô rồi. Dạ. Tự nhiên nghèo gì? Con nghèo quá. Tụi bay ước tao làm cha tụi bay à? Dạ. Bây giờ tụi con lỡ ước ông mà có gì? Ông nuôi tụi con nha. Tôi nói thiệt không phải nói để khen tặng tụi bay. Dạ. Tụi bay hơi bị giả mang á. Mày nghĩ sao à? Hai đứa bay còn không có cơm ăn mày ước tao rồi sao? Nhưng mà bây giờ nghe tao hỏi đi. Trong cuộc sống khó khăn vất vả như thế này, nếu ta làm cha của các con có nuôi ta không? Dạ nuôi hả? Dạ. Vậy thì hai con vẫn còn lòng nhân đạo. Dạ. Làm gì vậy? Mày làm gì mày cười? Dạ cười hùa như chó hùa theo đâu biết gì đâu. Du duyên cười mà không có mục đích cười, không có nội dung mà cứ cười. Ông để tao cười. Trời ơi, nội dung quá trời luôn. Ta là thần thánh thì làm sao đi lụm bọc ni lông được. Ta còn hai điều ước nữa ta sẽ cho các con luôn. Trời ơi. Hai đứa này ông đừng nói, còn là ông cũng... Tao cũng ăn cắp luôn đó. Trời ơi. Trời, tao thần thánh cho tao ăn cắp giặc ve kêu luôn vậy. Trời ơi. Trên thiên đình còn chạy mặt tao bờ. Mấy năm ngoái tao thăm chị Hằng Nga đó, năm nay tao qua tao thăm chỉ toàn quấn lá chuối chỉ mời nước tao không. Tao dám mời bằng ly. Sao vậy? Năm ngoái tao qua mỗi tháng lần chỉ mất 10 ly. Nhưng mà tao ăn cắp điều ước này hả? Nhiều khi bây giờ tao nói mày nghe, tao ăn cắp điều ước này tao làm việc thiện mà. Đúng rồi. Nhiều khi những cái điều ước là để trên thiên đình không à, không có sử dụng tới, tao đem xuống tao giúp đỡ tụi bay, coi như tao làm việc thiện rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nghe tao dặn đây, hai điều ước này nó khác ba điều ước trước. Dạ. Hai điều ước này phải anh em phải kết hợp yêu thương nhau thì hai điều ước này nó mới có hiệu nghiệm hay không? Dạ, đây hai điều ước đây. Hô. Hô. Tang giống không của tao ngắn hơn. Cái này nghèo hơn nãy. Rồi là sao không? Sao nó dài hơn hả? Dài là đúng rồi, hai đứa bay còn sức khỏe, hai đứa bay phải cầm hai cái dài để gấp nhiều nuôi cái ngăn. Trời ơi. Ủa nghèo hơn lúc chưa là sao? Nghèo hơn là đúng rồi, nghèo mà không chịu đi làm ăn mà còn nằm mơ mộng tầm bảy tầm bả. Nghe tao nói đây. Dạ. Đồng tiền nào mà do chính mồ hôi nước mắt và công sức lao động của mình làm ra thì đồng tiền đó ăn nó mới bền bỉ được. Dạ. Đừng có nằm ngửa mà chờ tiền trên trời rớt xuống cho các con, không có đâu. Như ta là thần thánh đây nè, ta nằm trên đống tiền, ta không làm gì cả, ta chỉ ăn rồi ta đi chơi không thì chắc chắn cũng có ngày tao sẽ đi mọc bọc.
bọc sao nhẹ vậy? Bọc ni lông có gì đâu nặng, phải nhẹ thôi. Nhưng mà các con ơi, các con phải tin tưởng vào tương lai của cái nghề lượm bọc. Nếu chúng ta chịu khó bỏ công sức ra, ngày hôm nay chúng ta còn đi gấp từng cái bọc, nhưng biết đâu được một tháng sau chúng ta sẽ lượm lon số bèo á vậy á. Ủa, có lên phải lên từ từ chứ. Lên chút đi. Bữa nay mày ba mới bắt bọc, ngày mai mày bán vàng, vàng đâu cho mày bán. Lên từ từ. Dạ, rồi. Một tháng sau các con lượm lon, biết đâu được ba tháng sau các con sẽ lượm chai thôi. Ôi. Một năm sau chúng ta sẽ lượm thùng phi. Ôi. 10 năm sau chúng ta sẽ lượm bồn nước. Ôi. 100 năm sau chúng ta sẽ lượm hột xoa. Lúc đó chết mẹ nó hết rồi. Không có hưởng sái gì được. Tụi bây mơ, tao cũng có quyền mơ vậy. Dạ. Giờ lo đi làm đi. Dạ. Dạ. Này hai con. Dạ. Xếp hàng vô. Dạ rồi. Này hai con thân yêu, dạ, hãy cùng ta đi lên lên trời, lên bãi rác xét con nữa mà về trời, đi lượm bọc đi lông mà lên trời, mơ mộng tầm bay tầm bả măng vét cái mày. Dạ. Hai ba gầm gầm gầm, à lê à lê à lê.